Thần tiên, quân địch đã áp sát thành. Bọn chúng biết trong thành dịch bệnh đang hoành hành và có ý định tấn công. Nếu không tìm được thuốc thì cũng không sao, chỉ mong vũ khí được gửi đến sớm để thành trấn có chút hy vọng. Ông chủ, thuốc đã vận chuyển xong chưa? Tôi cần gấp lắm, rất gấp. Cô đừng lo, còn 30 thùng nữa, rất nhanh thôi. Tướng quân, thần tiên đã gửi thuốc đến rồi, dân chúng được cứu rồi. Tiêu Đình Trạch, ta hứa với ngươi, nếu ngươi vượt qua khó khăn này và sống sót bình an, ta nhất định sẽ tìm cách gặp ngươi. Ta nhất định có thể làm được. Thế nào rồi, có chữa được bệnh dịch không? Có thể hạ sốt, nhưng không chữa được bệnh dịch. Có hiệu quả không? Phải thử mới biết được. Tướng quân, ngài không thể thử thuốc được, ngài là trụ cột bảo vệ thành, không thể xảy ra chuyện gì được, ta tin tưởng nàng. Tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Không sao nữa rồi. Thuốc này có thể không chữa được bệnh dịch, nhưng nhất định có thể cứu mạng. Tướng quân, ngài yên tâm. Dịch bệnh trong thành giao cho thuộc hạ sẽ mang thuốc và nước khử trùng, phân phát ngay lập tức. Tốt. Tiêu Đình Trạch đã nhiễm bệnh dịch, không lâu nữa hắn sẽ chết. Đại vương, kế hoạch này thật tuyệt diệu. Tướng quân, hãy giữ gìn sức khỏe. Được, trước khi hắn chết, hãy moi ra bí mật của hắn, bắt hắn nói ra nước và lương thực đến từ đâu. Tốt quá, tướng quân đã hạ sốt, thành trấn được cứu rồi. Di chúc của ta đã viết xong rồi, thuốc độc cho gia đình ta đã mua sẵn, không ngờ cơn sốt lại thực sự hạ xuống, thành trấn có thần tiên giúp đỡ. Hãy tin vào thần tiên. Hãy vực dậy tinh thần, chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công, rõ. Thần tiên, dịch bệnh trong thành đã được kiểm soát, nhưng quân địch đã áp sát thành rồi. Câu giờ, tìm cách kéo dài thêm nửa giờ nữa. Tướng quân, bọn chúng đã bắt đầu tấn công. Mang bình cứu hỏa. Rõ.